Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 15 phút của chương trình Sức khỏe tuổi vàng. Thưa quý vị, tỷ lệ u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới có chiều hướng tăng lên theo độ tuổi. Bệnh thường gây ra những khó chịu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy có cách nào để chúng ta có thể hạn chế và sớm chấm dứt tình trạng khó chịu này và tránh biến chứng nguy hiểm? Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm lời giải đáp qua sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Ngọc Tuấn, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào khán giả xem truyền hình. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia của chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Tiền liệt tuyến là một tổ chức nhỏ bao quanh niệu đạo, nặng khoảng từ 15 đến 20 gram, nằm ở đáy bàng quang. Chức năng chính của tuyến là sản xuất ra chất dịch làm môi trường vận chuyển tinh trùng. Tuyến thường phát triển ở tuổi dậy thì, đến khoảng 20 đến 25 tuổi thì ổn định. Tuy nhiên, đến sau 40 tuổi, tiền liệt tuyến thường có khuynh hướng phát triển bất thường, được gọi là phi đại lành tính tuyến tiền liệt. Tỷ lệ trầm trọng của bệnh thường gia tăng theo độ tuổi. Theo số liệu thống kê, có trên 50% nam giới ở độ tuổi từ 60 đến 70 bị u xơ tiền liệt tuyến. Đến 80 tuổi, tỷ lệ này lên tới 88%. Vâng, thưa bác sĩ chuyên khoa Phùng Ngọc Tuấn, vậy thì bệnh u xơ tuyến tiền liệt là gì? Và bệnh này thì có những cái giai đoạn phát triển như thế nào với những triệu chứng gì ạ, thưa bác sĩ? Như các bạn đã biết thì bệnh u xơ tuyến tiền liệt theo như tên dịch của tiếng nước ngoài thì bệnh này là một bệnh lành tính, mà bệnh này thì chỉ xuất hiện ở nam giới, thường là bắt đầu ở tuổi trung tuổi. Cái tuyến tiền liệt thì nó nằm ở cái vị trí là ở sau xương mu, phía trước ở bàng quang và phía trước của trực tràng. Ở giai đoạn đầu thì bệnh nhân sẽ có một cái hội chứng, nó gọi là hội chứng kích thích. Bệnh nhân sẽ đi tiểu nhiều lần, đi nhiều lần trong ngày cũng như là trong ban đêm. Với cái triệu chứng này thì thường những người bệnh mà tuổi trên 50 mà đêm mà đi tiểu 3 lần trở lên thì chúng ta phải đi khám ở những chuyên khoa về vấn đề tiết niệu. Có như vậy các bác sĩ chuyên khoa sẽ khuyên và sẽ có những hướng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Cái triệu chứng thứ hai của vấn đề triệu chứng kích thích đó là bệnh nhân đi tiểu gấp. Tiểu gấp là gì? Bệnh nhân đột ngột muốn đi tiểu ngay nhưng vào lại đứng mãi lại không đi tiểu được và có thể phải dặn rất nhiều. Cái triệu chứng thứ ba của cái triệu chứng kích thích đó là bệnh nhân có thể đi tiểu buốt. Nhưng cái triệu chứng này nó chỉ gặp trong những trường hợp là bệnh nhân có tắc nghẽn đường tiểu dưới và có nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái hội chứng thứ hai, nó gọi là hội chứng tắc nghẽn đường tiểu dưới. Bệnh nhân sẽ đi tiểu cảm giác là không hết bãi, tức vùng bàng quang, và dòng tiểu rất yếu, tức là dòng tiểu khi đi tiểu nó không vọt được xa, mà thường khi là khi đi tiểu đến nước tiểu nó rơi ngay ở mũi bàn chân của bệnh nhân. Bác sĩ vừa mới nói rất là chi tiết về những cái triệu chứng đối với căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt đúng không ạ? Vậy thì cái nguyên nhân do đâu mà khiến cho cái tỷ lệ nam giới trên 50 tuổi lại mắc u xơ tuyến tiền liệt ạ, thưa bác sĩ? Như các bạn đã biết thì hiện tại cái nguyên nhân tại sao mà có cái bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt hay là gọi là phì đại lành tính tuyến tiền liệt này thì chúng ta cũng chưa có nguyên nhân cơ chế bệnh sinh rõ ràng. Nhưng người ta chỉ biết rằng cái nội tiết tố của nam giảm thì cái nội tiết tố nữ tăng thì nó cũng kích thích vào cái cảm thụ của cái tế bào tế bào xơ tuyến tiền liệt sẽ tăng sinh. Chính vì vậy nó chúng ta cũng nghĩ đến là vấn đề nội tiết gây ra là u phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích trong phần đầu chương trình của bác sĩ. Thưa quý vị, nam giới khi đến tuổi trung niên thì cơ thể của mỗi người không còn khỏe mạnh như trước. Chính vì vậy mà việc giữ gìn sức khỏe ở lứa tuổi này rất quan trọng. Hiện tại thì tỷ lệ u phì đại lành tính ở Việt Nam tương đương với tỷ lệ trung bình trên thế giới. Mặc dù là bệnh lý cơ quan nhưng đứng thứ tư sau các bệnh lý toàn thân như mỡ máu, tiểu đường và tăng huyết áp. Bệnh gặp chủ yếu ở nam giới trên 60 tuổi, tuổi càng cao thì nguy cơ mắc ung thư càng cao. Và sau đây thì mời quý vị cùng tìm hiểu thực trạng này qua những hình ảnh sau. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện mỗi tháng có khoảng 20 bệnh nhân nhập viện phải can thiệp mổ, chiếm khoảng 1/5 số ca nhập viện. Bệnh nhân Hoàng Minh Giao, 83 tuổi, ở phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, xuất hiện những dấu hiệu phì đại từ nhiều năm nay. Khi vào viện, các bác sĩ chỉ định mổ cắt bỏ khối phì đại. Mặc dù tuổi cao nhưng tiên lượng bệnh nhân rất tốt. Cái tiền liệt tuyến thì siêu âm xác định cái kích thước rất là lớn là 82 gram. Thì bình thường cái trung bình tiền liệt tuyến thì cái người bình thường
là chỉ có 20 gram thôi. Thế khi mà nó phì đại lên thì cái kích thước nó tăng lên rất là to, và khi mà tăng kích thước như thế thì là đồng thời nó cũng làm giảm cái lưu lượng dòng tiểu từ trong màng quang đi ra ngoài. Tiên lượng bệnh nhân này thì nếu như u lành tính thì nói chung là sẽ mổ sau mổ thì bệnh nhân sẽ rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Ngọc Tuấn. Vâng, thưa bác sĩ, có một thực tế là khi mà người bệnh khám và phát hiện ra mình bị u xơ tuyến tiền liệt ấy, thì đều có tâm trạng lo lắng là sẽ phát triển thành ung thư. Thì điều này có chính xác hay không thưa bác sĩ? Với bệnh lý u phì đại lành tính tuyến liệt cùng với bệnh lý ca tuyến tiền liệt hay gọi là ung thư tuyến tiền liệt thì nó có tỷ lệ phát triển tăng như nhau trong vấn đề giới hạn tuổi. Tức là tuổi càng cao thì bệnh ung thư tuyến tiền liệt cũng sẽ tỷ lệ mắc cao. À, vì vậy mà người ta trên thế giới người ta khuyên rằng là đến tuổi 50 thì bệnh nhân và là nam giới chúng ta phải được khám sàng lọc bệnh này. Tức là gì? Ta sẽ khám về vấn đề lâm sàng, cận lâm sàng, chúng ta có thể làm siêu âm. Lâm sàng chúng ta có thể thăm khám, đến bác sĩ thăm khám bằng tay. Và hiện tại theo như cái hội thận học tiết niệu của Việt Nam chúng ta để làm để nó gọi là tầm soát ung thư cho những người nam giới tuổi trên 50, đó chúng ta làm một cái kháng nguyên gọi là PSA. Bình thường thì cái chỉ số này nếu mà khi ta làm ở dưới 4 nanogram trên 1 ml máu thì hoàn toàn bình thường, bệnh nhân yên tâm, không nghĩ gì đến bệnh ung thư. Nhưng nếu mà chỉ số nó từ 4 đến 10 thì chúng ta phải nghi ngờ, bệnh nhân cần phải được đến khám các thầy thuốc chuyên khoa về tiết niệu sâu để chúng ta theo dõi và có đánh giá. Khi cần thiết thì chúng ta làm những xét nghiệm chuyên sâu nữa để chẩn đoán xác định chắc chắn là ung thư hay không. Trong khi mà trao đổi cùng với một số bệnh nhân mà mắc u xơ tuyến tiền liệt ấy, thì họ đều có cho biết là bản thân thì đã điều trị và có sử dụng qua những cái thuốc đặc trị nhưng mà lại chỉ cải thiện được những cái triệu chứng lâm sàng mà không giảm được trọng lượng khối u. Vậy thì bác sĩ có thể có những cái lời khuyên như thế nào đối với những trường hợp như thế này ạ? Nếu mà bệnh nhân quá lo lắng về vấn đề đó thì chúng ta cũng có thể, bệnh nhân cũng có thể là đến để gặp bác sĩ về phẫu thuật tiết niệu. Chúng ta sẽ có thể là tư vấn cho bệnh nhân có thể mổ hoặc không mổ. Thường là với những kích thước khối u mà trên 30 gram mà đến 60 gram là điều trị nội khoa, nhưng trên 60 gram thì cũng khuyên nên là bệnh nhân phẫu thuật. Căn bệnh này nếu mà không điều trị dứt điểm hoặc là điều trị ở giai đoạn muộn thì nó có tăng cái nguy cơ mà mắc các bệnh khác hay không ạ thưa bác sĩ? Với bệnh lý về phì đại lành tính tuyến liệt, nếu chúng ta không điều trị sớm sẽ gây ra cái triệu chứng gọi là suy nhược cơ thể. Bệnh nhân sẽ giảm cân, lo lắng, kèm theo là những bệnh lý kèm theo có thể mắc tăng nặng lên. Ví dụ như bệnh đái đường, bệnh tăng huyết áp, nhiễm trùng đường tiết niệu. Cái đơn giản nhất là chúng ta viêm bàng quang, biến chứng là ứ nước hai thận hai bên, gây nhiễm trùng nặng và có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân. Có thể gây biến chứng về suy thận và có thể gây biến chứng về sỏi bàng quang và có thể gây cái biến chứng về là do cái tắc nghẽn đường ra của nước tiểu nó gây giãn cái bàng quang quá mức tạo thành những túi thừa rất là lớn, và cái túi thừa đó là nơi mà cái ứ đọng nước tiểu nó chứa đấy, lại tăng vấn đề nguy cơ nhiễm trùng. Như vậy là nếu như không điều trị đúng thời điểm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống đúng không ạ? Đúng ạ. Và trên thực tế thì có nhiều người khi phát hiện mình có u thường có tâm lý lo lắng, tuy nhiên không phải bất cứ khối u nào cũng đe dọa đến tính mạng. Nếu chúng ta phát hiện và xử lý đúng hướng sẽ đem lại kết quả khả quan, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng tìm hiểu, lắng nghe những chia sẻ của ông Hoàng Văn Mịch ở khu 2 xã Vĩnh Phú, huyện Phú Ninh sau một thời gian điều trị u xơ tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khoảng 20% số bệnh nhân nhập viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt phải can thiệp ngoại khoa. Như bệnh nhân Hoàng Văn Mịch ở khu 2, xã Vĩnh Phú, huyện Phú Ninh. Mặc dù có những triệu chứng khó tiểu một thời gian dài, nhưng khi thấy đau nhiều và không thể đi tiểu, ông mới đi viện. Được các bác sĩ xác định phì đại tuyến tiền liệt. Nó khó chịu quá, cố để cho đến sáng trong cái cũng không được, thì tôi quyết định các cháu cho đi xuống viện. Xuống viện vào cái khoa cấp cứu luôn. Ngoài Tết đúng mùng năm thì bắt đầu bác sĩ Tuấn bảo cái tình hình này của bác là không ổn rồi, phải chúng cháu phải phẫu thuật cho bác. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định và chức năng tiểu tiện tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ sau gần một tuần nằm viện, ông Mịch đã được ra viện. Hiện tại ông đã có thể sinh hoạt bình thường và làm những công việc nhẹ nhàng. Tôi là về bây giờ là ổn định này, và đồng thời đi ăn uống tốt, ngủ tốt.
Đấy, và sức khỏe bây giờ tôi cái hôm mà về dưới đó, bây giờ về nhà tôi con lại tăng lên cân hơn con rồi. À, vâng, thưa bác sĩ Phùng Ngọc Tuấn ạ, hiện tại thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ của chúng ta thì đang áp dụng phương pháp điều trị nào căn bệnh này ạ? Xu hướng chung của toàn trong nước chúng ta thì là cái phẫu thuật phì đại lành tính nhân bằng phương pháp nội soi quang ngả niệu đạo. Mà kỹ thuật đó là gì? Người ta sẽ đưa một cái máy qua đường đi tiểu của bệnh nhân, vào đó chúng ta sẽ cắt u phì đại lành tính tuyến liệt thành những mảnh nhỏ, cầm máu bằng dao điện, sau đó bơm hút những mảnh cắt đó, và sau khoảng đặt một cái sông qua đường niệu đạo, sau 4 ngày chúng ta thể rút, ngày thứ 5 bệnh nhân có thể là đi tiểu bình thường, sinh hoạt bình thường. Thì ngoài cái phương pháp này thì đối với những cái u quá to thì chúng ta có thể phẫu thuật mổ mở. Đó là cái phẫu thuật nó gọi là phẫu thuật mở mi lanh. Thì để nó chúng ta giải quyết những cái khối u nó quá to. Thì hiện tại khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi thì áp dụng cái kỹ thuật này là thường quy. Mỗi năm chúng tôi mổ tầm cỡ được khoảng hơn 200 ca về cái lĩnh vực này. Và nói chung là giải quyết cho bệnh nhân là rất tốt. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có mời thêm các chuyên gia đồng ngành của hai khoa, khoa ngoại thận Bệnh viện Việt Đức, khoa ngoại thận Trường Đại học Y Hà Nội, là giáo sư Long và giáo sư Thành, đến kết hợp chúng tôi để đáp ứng cái nhu cầu của bệnh nhân trong tỉnh. Vậy thì với những cái phương pháp mà điều trị tiên tiến như vậy thì chắc chắn là bệnh nhân cũng đã điều trị dứt điểm được đúng không ạ? Vâng. Vâng. Tôi có một câu hỏi nữa là ngoài cái yếu tố nội tiết và lão hóa ra thì theo tuổi tác ấy thì cái thói quen sinh hoạt của người bệnh, ví dụ như là thiếu khoa học hay là sử dụng rượu bia này, thuốc lá này và lười vận động nữa, thì nó có tác động như thế nào đối với những cái bệnh nhân mà đang bị u xơ tuyến tiền liệt ạ, thưa bác sĩ? Trên một cái nguyên lý, nếu một cơ thể khỏe mạnh thì các bệnh lý nội khoa nó sẽ giảm. Tức là gì? Đối với bệnh nhân mà u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, chúng ta ăn uống một cách cân đối và sinh hoạt và luyện tập thể thao nó phù hợp với cái tuổi của mình thì giúp cho cái cơ sức đề kháng của cơ thể nó tăng thì bệnh lý này cũng giảm. Bác sĩ có thể đưa ra một số những cái lời khuyên cho những cái bệnh nhân mà đang mắc cái căn bệnh u phì đại tuyến tiền liệt này ạ? Thì đối với những bệnh nhân mà u phì đại lành tính tuyến tiền liệt này thì chúng ta phải tăng cường, vấn đề đầu tiên là chế độ ăn uống, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, nhất là những cái hoa quả mọng. Hoa quả mọng đó sẽ cho chúng ta chất dinh dưỡng tốt và nó cũng sẽ giúp cho vấn đề sinh lý của nam giới sẽ tốt lên. Và ngoài ra là chúng ta ăn khẩu phần ăn phải cân đối. Chúng ta phải ăn những cái protein mà nó như ví dụ như là thịt màu trắng thì nó giúp cho quá trình tiêu hóa dễ hơn, sức khỏe mình sẽ tốt hơn. Và vấn đề ăn tinh bột thì chúng ta ăn làm sao cho nó phù hợp và ít đi để cho nó phù hợp với cái sức khỏe của mình. Ngoài ra mỗi độ tuổi tùy theo sức khỏe của mình, cái tuổi trên 50 chúng ta chọn lấy một cái môn thể thao nhẹ nhàng giúp đều đặn và giúp cho cái tăng cường thể lực thì bệnh lý này cũng sẽ giảm nhẹ đi. Vâng. Tức là chúng ta cần có một cái lối sống sinh hoạt là khoa học để có thể đẩy lùi các căn bệnh, không chỉ riêng bệnh u xơ tuyến tiền liệt, đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Ngọc Tuấn trong chương trình vừa rồi. Và nhân ngày 27 tháng 2, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới bác sĩ cũng như là toàn thể đội ngũ y tế của ngành y chúng ta. Một lời chúc sức khỏe để có thật là nhiều, để có thể cống hiến được cho sứ mệnh cứu chữa người bệnh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.